chào, mình là MC Thảo Trang và chào mừng tất cả các bạn đã đến với tiêu điểm PMPL Việt Nam mùa 3 số đầu tiên. Và trước khi vào những nội dung hấp dẫn nhất, Thảo Trang cũng xin được gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả các bạn. Hy vọng trong năm 2021, mọi người sẽ có một năm chạy bò cùng với PUBG Mobile thật nhiều niềm vui và đạt được mức rank thật cao. Không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình ngay thôi nào. Hello my friend. Vâng, rất cảm ơn MC Thảo Trang xinh đẹp cùng lời chúc mừng năm mới rất dễ thương. Thế nhưng qua năm mới, không quên nhắc lại chuyện cũ một chút, chẳng biết có phải là vô duyên quá không. Một tin vui trong cuối năm 2020 vừa rồi là cả 6 team đại diện của C đều đã vượt qua và tham gia vào vòng chung kết của PUBG Mobile Global Championship. Nỗi buồn là chẳng có đại diện của Việt Nam nào vượt qua Si để vươn tới biển lớn. Why are you crying? Nhiều người nói rằng tại Si đang là khu vực mạnh nhất của thế giới, đen là chúng ta lại có mặt ở Si. Vậy có chăng chúng ta phải di chuyển qua châu lục khác để thi đấu, hay thay đổi hẳn vị trí địa lý, hoặc chờ đợi các team ở Si sa sút về mặt phong độ? Chờ người đâu thế? Điều đó thực sự chẳng thể xảy ra, hay nó quá khó để làm. Cái điều làm dễ hơn đó là liên tục nỗ lực cố gắng để đạt đến trình độ như bạn bè đang phô diễn. Có làm, ăn sẽ có ăn. Thăm ngàn, kết ngân, đai riêng, mì kín, chui lửa, phòng xảy, mèo rắc, ốp ủn, mây bụi. Sẽ còn những điều dở dàng ở năm 2020, nhưng đừng lo các bạn ơi, mạnh mẽ lên nào. Mãi bên nhau bạn nhé. 2021 nhiều cơ hội ở phía trước để chúng ta cùng bùng nổ với PUBG Mobile. Hình như là tôi chiều kem quá rồi nên kem hơi đúng không? Thôi, em thích là được. Đúng là chẳng đâu sướng bằng các player của PUBG Mobile. Các bạn thích là được. Ngay từ những ngày đầu năm mới 2021 thì hệ thống giải đấu lớn nhất của PUBG Mobile Việt Nam đã chính thức được công bố với nhiều thay đổi hấp dẫn mang lại sự hào hứng cho cả cộng đồng. Theo đó, hệ thống giải đấu đầu tiên được khởi tranh đó là PMCO, PUBG Mobile Club Open, nhằm tìm ra 18 đội tuyển xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng PUBG Mobile Pro League Season 3. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 2021 tới ngày 12 tháng 1 2021, các anh tài PUBG Mobile trên cả nước đã có thể truy cập vào trang web giải đấu pubgm.zing.vn để ghi tên mình vào giải đấu hấp dẫn này. PMCO sẽ được chia ra làm 2 vòng là vòng loại và vòng chung kết. Các đội tuyển nằm trong top 30 của bảng xếp hạng Việt Nam Ranking sẽ được mời tham gia thẳng vòng chung kết PMCO 2021 mà không phải tham gia thi đấu vòng loại như là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của 30 team trong năm 2020. Vòng loại của PMCO sẽ diễn ra trong 3 ngày 22, 23, 24 tháng 1 với thể thức 100 team tham gia và chia làm 5 bảng đấu. Mỗi bảng thi đấu 3 ngày và mỗi ngày 5 trận. Chọn top 4 mỗi bảng để tham dự vòng chung kết PMCO. Tới với vòng chung kết PMCO, 20 đội tuyển bước qua vòng loại sẽ cùng với 28 đội tuyển top Việt Nam Ranking được chia làm 3 bảng theo hạt giống. Mỗi bảng sẽ thi đấu 3 ngày, 29, 30, 31 tháng 1 với 5 trận đấu mỗi ngày để chọn ra top 6 mỗi bảng. Cùng với 2 đội tuyển được mời trực tiếp là Pop Gaming và V Gaming sẽ tham dự vào PMPL Việt Nam Season 3, giải đấu danh giá nhất của PUBG Mobile Việt Nam. Hệ thống giải đấu mùa đầu tiên trong năm mới 2021 đã chính thức bắt đầu, mang lại rất nhiều hứng khởi cho cộng đồng PUBG Mobile tại Việt Nam. Và ngoài các trang thông tin social chính thức của nhà phát hành, các bạn cũng đừng quên truy cập ngay vào trang web cơmgà.zing.vn để có được những thông tin hấp dẫn nhất nhé. Qua những thông tin vừa rồi thì các bạn cũng đã biết đến top 30 của bảng xếp hạng Việt Nam Ranking. Vậy bảng xếp hạng này có những team nào? Hãy cùng với Thảo Trang tìm hiểu ngay bây giờ. Chẳng còn quá xa lạ với cộng đồng PUBG Mobile Việt Nam, website cơmgà.zing.vn luôn được coi là cổng thông tin nhanh gọn lẹ và chính xác nhất liên quan tới các giải đấu. Không những vậy, xuyên suốt toàn bộ giải đấu còn có các hạng mục dự đoán trúng thưởng rất nhiều các phần quà hấp dẫn. Bảng xếp hạng ranking vừa được nhắc tới ở phần trước của chương trình các bạn có thể theo dõi tại đây. Chúng ta có thể thấy những cái tên quen thuộc như Bóc Gaming, V Gaming, Infinity IQ, Why So Serious đều đã sẵn sàng tham gia cho giải đấu sắp tới.
vừa rồi là những thông tin đầu tiên mà tiêu điểm PMPL mùa 3 số thứ nhất mang lại cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của chương trình để có được những thông tin hữu ích nhất. Và đừng quên theo dõi những trận đấu hấp dẫn của PMPL mùa 3 sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!